Chào mọi người nha, tiếp tục nhận một cái cục hàng nữa. Bạn ấy nói là cái máy Realme không lên nguồn, cắm sạc thì có báo nhưng mà không lên nguồn ha. Để mình tháo ra mình kiểm tra thử nha nè. Này của thằng em nó cũng gần gần đó thôi. Này, nó này guarantee không lên. Em sạc thôi coi. Làm liên tục, có thời gian rắn luôn anh em. Chín 91% nha, cắm thôi. Bấm không tác dụng này. Cái này như nó liệt nút mùa sao, tháo thử. Men rất đẹp ha, men này chưa sửa lần nào luôn. Đó, quan trọng là phím nguồn này thôi. Đây là cái loa thông mạch thôi, đơn giản thôi. Test này nhanh. Thử coi nó còn thông mạch không. Đúng là hơn nước nguồn anh em. Những cái ban này mất nguồn nhưng mà sửa rất là nhẹ nha anh em. Không phải liên quan tới gì mà khó khăn nha, nút nguồn bị liệt thôi. Rồi, mình tiến hành mình sửa nút nguồn hả? Nếu mà nó thông mạch thì nó đã kêu rồi. Thank you.
Ok nè, ngon nha. Sữa rất là giòn giang nha, đường giang. Thay công tắc nguồn. Cắt lại thế nha anh em. Cái bùa rất êm ái nha. Yeah. Ok nha anh em. Nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh nha, để ủng hộ mình sẽ ra những clip mới phục vụ quý anh em nha. Đây là chính xác là nút nguồn rồi nha. Cái này là mình sẽ thay một cái nút nguồn mới luôn. Nút nguồn này nó có bán trên thị trường luôn anh em, rất là rẻ thôi. Quan trọng là cái công thôi anh em, chứ còn cái nút nguồn thì trả bao nhiêu tiền. Công với lại anh em phán đoán ra được cái bệnh đó ha. Thì cái bệnh này là cắm sạc có báo đèn nhưng mà nó lại không lên, bấm nguồn này không lên, thì mình xác định nghi ngờ là nó hư nút nguồn nha. Và tháo ra thay nha. Ok ha, ráp lại là xong rồi anh em. Cũng cảm ơn anh em đã theo dõi clip tới thời điểm bây giờ nha. Có máy hư hay máy bị lỗi gì cứ gọi điện cho mình nha anh em, mình sẽ báo giá cho anh em nha. Bận quá chưa gắn được. Rồi, dán keo nữa là xong. Rồi, chào anh em nha. Hẹn gặp lại clip tiếp theo.